Chào các bạn, mình đang rẽ sang đường ra ngoài đường chính rồi. Ok, chào các bạn đã quay trở lại kênh ô tô vlog. Thì ngày hôm nay mình vừa đọc xong tức tương tật về nghị định 100/2019. Thì trong cái nghị định này nó sửa đổi nhiều thứ về cái khung hình phạt về vượt quá tốc độ cho phép khi các bạn đi trên đường, và một số cái lưu ý khi mà các bạn đọc nhưng mà đôi khi chưa hiểu thì mình sẽ giải thích. Và trong video này mình sẽ giải thích cả ô tô lẫn xe máy luôn, mức phạt và lưu ý nha. Ok, bắt đầu. Chào các bạn đã quay trở lại. Thì chuẩn bị đến đây là Tết Nguyên Đán. Có nhiều bạn sẽ giống như mình thì sẽ chạy từ đây ra Huế, có nghĩa là mình sẽ chạy từ thành phố Hồ Chí Minh ra Huế. Thì trên cái cung đường đó sẽ có rất nhiều cái chốt bằng tốc độ, và các bạn phải nắm rõ để mà còn xử lý ở trên đường. Cái mức phạt đầu tiên đó là từ 5 đến dưới 10 km/h. Đối với xe ô tô, mức phạt sẽ là 800 đến 1 triệu. Còn đối với xe máy sẽ từ 200 đến 300 nghìn. Đó. Cái điểm lưu ý các bạn cần phải biết ở đây đó là từ 5 và dưới 10. Từ 5 là các bạn con đường này cho phép chạy tốc độ là 50 km/h. Nhưng mà các bạn bị bỏng tốc độ với tốc độ là 54 km/h, các bạn vẫn chưa bị phạt. Nhưng mà khi các bạn bị bắn với tốc độ là 55 thì lúc này các bạn đã bị phạt rồi, các bạn hiểu không? Đó. Và cái thứ hai là dưới 10, có nghĩa là nếu các bạn bị bắn tốc độ 59 thì vẫn còn là mức phạt là từ 800 đến 1 triệu. Nhưng mà các bạn bị bắn với tốc độ là 60/50 thì đã sang khung hình phạt thứ hai là từ 10 đến 20 km/h vượt quá. Thì mức phạt thứ hai là từ 3 triệu đến 5 triệu. Đó, các bạn cần phải lưu ý nha, từ 3 triệu đến 5 triệu và giam bằng từ 1 tháng đến 3 tháng đối với xe ô tô. Đó, các bạn cần phải lưu ý cái điều này. Và xe máy sẽ bị phạt là từ 600 đến 1 triệu. Là từ 10 đến 20 km/h. Đó, xe máy thì không bị giam bằng. Thì cái lỗi phạt tiếp theo đó là cái lỗi phạt chạy quá tốc độ từ 20 đến 35 km/h. Đối với ô tô thì mức phạt sẽ là từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước bằng lái từ 2 tháng đến 4 tháng. Nhưng mà đối với xe máy thì sao? Xe máy thì chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h là đã hết khung hình phạt rồi. Đây là cái khung hình phạt cuối cùng của xe máy. Thì chạy trên 20 km/h, mức phạt sẽ là 4 triệu đến 5 triệu đồng và tước bằng lái từ 2 đến 4 tháng. Và ô tô vẫn còn một mức hình phạt nữa là chạy trên 35 km/h. Đó, thì mức phạt sẽ là từ 10 triệu đến 12 triệu đồng và tước bằng lái cộng từ 2 đến 4 tháng. Đó, thì khi mà các bạn chạy trên đường chắc chắn các bạn đôi khi sẽ chạy lỗ tốc độ, nên mình mong các bạn lưu ý hơn về cái vấn đề là tốc độ khi mà các bạn chạy trên đường. Đó, nó rất là quan trọng. Các bạn chuẩn bị tới đây sẽ có một chuyến hành trình. Nhiều bạn sẽ chạy xe máy về Tết hoặc là chạy ô tô về Tết như mình. Thì nhớ cái vấn đề đặt lên hàng đầu đó là vấn đề an toàn. Các bạn hãy giữ an toàn để có một cái Tết vui vẻ hơn. Đó nha, chúc các bạn về nhà an toàn và một cái Tết ấm no hạnh phúc. À, mình có để link số điện thoại của trung tâm dạy lái ở dưới phần mô tả, nếu các bạn có nhu cầu thì hãy đăng ký nha. Và nhớ là hãy đăng ký cái nút đăng ký ở dưới YouTube để mà ủng hộ mình để ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye, về nhà an toàn nha. Bye.